phục hồi khoảng 90% so với trước dịch Covid-19. Tuy nhiên thì khu vực châu Á Thái Bình Dương là cái khu vực mà có cái tốc độ phục hồi là chậm nhất, khoảng 62%. Thì du lịch Việt Nam trong năm 2023 thì chúng ta đã phục hồi khoảng 70%. Thì cái con số này nó cao hơn mức trung bình chung của toàn khu vực và nó đã thể hiện cái thành quả, cái kết quả ngay từ những cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi từ của Quốc hội, của Chính phủ. Tham gia vào các cái hội chợ du lịch và các cái sự kiện chuyên nghiệp của những người mua, người bán, những cái đại lý, những cái hãng lữ hành thì cái việc tiếp tục giới thiệu, quảng bá Việt Nam thông qua cái văn hóa đối ngoại và giao lưu nhân dân cũng cần được đẩy mạnh và có đầu tư một cách trọng điểm. Cái nguồn khách bắt buộc chúng ta phải làm việc nhiều hơn, xúc tiến mạnh hơn nữa. Thứ hai là về sản phẩm, thì khách sau Covid nó khác với khách trước Covid. Nhu cầu của khách, rồi sở thích cũng thay đổi, cho nên ngành du lịch cũng phải chuyển đổi theo.